Đến với thế giới của guitar điện, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi những thứ rất là xa lạ. Chẳng hạn như ngoài cái cây guitar điện của chúng ta phải tìm hiểu về âm ly guitar là gì, về head là gì, cabinet là gì, về việc tìm kiếm một cái ổ điện. Như guitar thùng chúng ta không cần ổ điện đúng không? Và nguồn điện đó có nối đất hay không để nó giảm thiểu cái nhiễu của cái điện sinh ra. Về cái dây nối giữa guitar điện của chúng ta với cái âm ly, nó có bị hở chỗ nào không, nó có lỏng chỗ nào không, để nó gây nên những cái tiếng nổ rất là khó chịu. Và nhức đầu nhất đối với một guitarist đó chính là pedal, hay còn gọi là fuzz. Đó có thể là một cái multi effect hoặc là một cái pedal board gồm nhiều cái pedal analog hoặc là digital nối với nhau bằng những cái cáp nhỏ nhỏ. Và có một cái loại pedal hiệu ứng đã là vũ khí của rất nhiều guitarist huyền thoại, tạo nên nét đặc trưng, tạo nên bản sắc của ban nhạc hoặc là nghệ sĩ đó. Ví dụ như là ban nhạc U2 hoặc là Buckethead, đó chính là pedal delay. Và trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn pedal delay là gì và cách sử dụng chúng để tạo nên một số cái đoạn nhạc, ví dụ như là cái đoạn nhạc trong cái phần intro của mình. Vậy thì delay là gì? Đây là một hiệu ứng xảy ra trong tự nhiên, chẳng hạn khi các bạn đang ở trong một cái hang động lớn như là động Phong Nha hay là động Thiên Đường chẳng hạn, hoặc là các bạn đang ở một cái sân vận động, thì khi các bạn la lớn lên thì sẽ có một cái tiếng nó sẽ phản lại. Khi mà nó chạm vô một cái bề mặt nào đó thì nó sẽ phản lại đến tai người nghe. Các bạn cũng có thể quen thuộc với một cái nấm vặn khi hát karaoke, đó chính là echo. Khi tăng lên thì chúng ta nghe nó sẽ hay hơn, sẽ lọt tai hơn, thì đó chính là delay. Trong cái thời kỳ đầu tiên của quá trình thu âm thì cái hiệu ứng delay được tạo bởi những cái máy thu băng. Sau đó analog delay xuất hiện và tiếp theo đó chính là digital delay. Có rất là nhiều loại pedal delay trên thị trường, và mỗi loại pedal delay thì nó cho phép chúng ta chỉnh nhiều loại delay khác nhau. Trong đó mỗi loại delay thì nó có những cái đặc trưng và những cái chất tiếng khác nhau, và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng tape delay và digital delay để chúng ta áp dụng vô cái bài thực hành của mình nha. Và có những cái thông số mà cái loại delay nào nó cũng có và chúng ta cần phải biết để chỉnh delay sao cho nó hay ha. Đầu tiên đó chính là cái volume của cái hiệu ứng. Thì khi mà chúng ta sử dụng một cái hiệu ứng nào đó thì nó sẽ luôn chia ra làm hai phần, đó là tiếng drive, tức là cái tín hiệu gốc của chúng ta, và cái tiếng quét, đó chính là tiếng của những cái hiệu ứng. Và khi chúng ta tăng cái nút này lên á thì cái tiếng quét nó sẽ ngày càng nó lớn lên, và có khi nó lớn đến mức mà nó lấn át luôn cái tiếng drive của chúng ta. Khi chỉnh như vậy thì chúng ta sẽ chỉnh ra được những cái âm thanh nó rất là trippy, nó rất là kiểu ảo diệu. Tuy nhiên nó có thể làm cho cái tiếng của chúng ta mất hút trong một cái bản phối luôn. Vì vậy thì chúng ta phải chỉnh cái thông số này làm sao cho nó hợp lý ha. Cái thông số thứ hai đó chính là cái feedback, tức là cái số lần được lặp lại của cái tiếng gốc của chúng ta. Ví dụ như chúng ta chỉnh ít thì nó có thể lặp lại một lần, và chúng ta chỉnh nhiều thì nó có thể lặp lại vô hạn luôn, kiểu mãi mãi luôn, và nó sẽ ngày càng lấp lại và nó sẽ lớn hơn là lớn. Và cái thông số quan trọng thứ ba đó chính là cái delay time, tức là cái khoảng cách mà chúng ta phải chờ giữa cái tiếng gốc, sau đó là cái tiếng lặp lại, và sau đó là lặp lại nữa. Khi đã làm chủ được những cái thông số này á, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin, thoải mái, tự do sáng tạo để tạo nên những cái hiệu ứng rất là hay từ cái tiếng delay, mà không cần phải mua những cái delay đắt tiền. Các bạn có thể mua những cái delay rất là rẻ tiền, hoặc là những cái pedal delay giả lập trên những cái phần mềm giả lập ở trên máy tính, trong cái phần mềm thu âm thì cũng có thể tạo ra được những âm thanh rất là hay luôn. Và bây giờ không chần chờ lâu nữa, chúng ta sẽ áp dụng cái pedal delay để chúng ta chơi những cái đoạn nhạc của ngày hôm nay nha. Mình sẽ sử dụng tape delay để tạo nên một cái hiệu ứng được gọi là slapback. Slapback tức là mình sẽ để một cái delay cực ngắn sau cái tiếng gốc của chúng ta để tạo nên một cái hiệu ứng giống như là reverb, giống như là giả reverb vậy, để chúng ta tạo một cái âm thanh nó dày hơn so với cái tiếng gốc ban đầu, để cho cái tiếng của chúng ta nghe nó sẽ có không gian hơn, nó không có bị kiểu cô đơn lẻ loi ha. Bây giờ mình sẽ đánh mà không có cái hiệu ứng slapback ha. Rồi, và bây giờ sẽ có slapback. Nếu mà các bạn để ý á, thì các bạn sẽ nghe thấy sau mỗi tiếng nó sẽ có một cái tiếng nhỏ nhỏ, nó vang lại, nó vọng lại ha. Rồi, và để chỉnh cái slapback delay này á, chúng ta sẽ bắt đầu với cái thông số đầu tiên, đó chính là time. Và cái time mình để rất là cao, đó là khoảng 500 bit trong một phút ha. Và sẽ có một cái bảng để các bạn có thể chuyển đổi cái tempo, tức là cái số lần trong một phút, thành cái milli giây ở trên một số cái pedal. Mình sẽ điều chỉnh bằng milli giây ha. Và ngoài ra ở đây nó cũng có một cái nút tap tempo để chúng ta có thể tap theo ha.
Và cái thông số thứ hai đó chính là cái repeat, tức là số lần lặp lại. Thì ở đây mình điều chỉnh nó thấp thôi, chứ nó không quá nhiều. Ví dụ như khi các bạn để nhiều thì nó sẽ là như thế này. Nó lặp lại mãi mãi luôn ha, rất là nhiều. Tuy nhiên mình chỉ cần một tiếng duy nhất thôi, nó sẽ là. Đó, các bạn đánh xong là nó sẽ có tiếng vọng lại liền ha. Rồi, thông số thứ ba đó chính là mix. Tức là cái độ lớn của cái tiếng hiệu ứng của mình, cái wet signal ha. Thì các bạn không cần phải để quá cao, mà mình chỉ để khoảng hướng 11 giờ thôi ha. Nếu các bạn để cao á, thì nó sẽ như thế này. Đó, cái tiếng wet của mình nó sẽ lớn hơn cái tiếng dry rồi ha. Thì giờ mình sẽ giảm nó lại ở mức vừa phải thôi, mình không cần slap back nó quá lớn. Hoặc là mình áp dụng vô nhạc country cũng rất là hay ha. Cái ứng dụng thứ hai của cái delay là mình sẽ áp dụng trong cái phần intro của bài 5 giờ sáng của Cá Hồi Hoang. Thì ở đây mình sử dụng cái tempo của nó là 142, thì các bạn có thể táp theo cái tempo của bài hát ha. Cái thứ hai, cái repeat, thì các bạn sẽ không cần để quá nhiều, mình để ở đây nó sẽ là. Các bạn sẽ nghe có khoảng 6-7 lần lặp lại ha. Và các bạn để ý cái lần lặp lại đầu tiên nó sẽ hơi lớn hơn cái tiếng gốc của mình một chút. Đó chính là cái mix này mình đã để ở cái mức nó cũng khá là cao, khoảng 12 giờ ha. Mình không cần cái tiếng nó quá lớn như thế này. Đây quá lớn ha. Này thì nó bị quá lớn rồi. Và cái loại delay mình lựa chọn cũng là tape delay ha. Và cái ví dụ thứ ba là mình sử dụng trong bài Tầng Thượng 102 của Cá Hồi Hoang. Nếu như không có delay thì nó sẽ là. Rồi, như vậy thì mình chỉnh như thế nào đây? Mình sử dụng cái tempo, tức là cái delay time của nó sẽ là 204 lần trên 1 phút ha. Cái repeat thì mình điều chỉnh nó sẽ là. Nó sẽ có khoảng 8 đến 9 lần repeat lại ha. Và khi nghe thì các bạn có thể nhận thấy cái độ lớn của cái tín hiệu á, thì nó sẽ lớn hơn so với tiếng gốc một chút ha. Đó, thì ở đây mình để cái mix của nó sẽ khá là cao, ở mức khoảng 2 giờ ha. Rồi, và như vậy tóm lại thì cái delay time sẽ là 204 lần trên 1 phút. Cái số lần feedback là sẽ khoảng 8 đến 9 lần. Và cái độ lớn của cái tín hiệu quét thì chúng ta sẽ để nó cao hơn so với tiếng gốc một chút ha. Và cái ví dụ cuối cùng thì mình đã chơi ở cái đoạn intro của video này ha. Ở đây mình sử dụng một cái hiệu ứng khác, đó chính là cái digital delay. Và cái delay time của nó mình để ở cái tempo là 90. Tuy nhiên nó sẽ hơi khác một chút. Đó chính là mình sử dụng cái dotted note, tức là sử dụng cái nốt đơn chấm dôi ha. Cái số lần repeat thì chúng ta sẽ chỉnh là. Nó sẽ khoảng đâu đó 8 đến 9 lần lặp lại ha. Và cái mix của chúng ta thì nó sẽ ở mức là khá là cao, khoảng 1 giờ ha. Đó, thì chúng ta thấy cái tín hiệu wet signal nó sẽ lớn, cũng ngang ngang so với cái tín hiệu đầu tiên của chúng ta. Chúng ta sẽ chơi ở cái tempo 90 và cái delay của nó sẽ là dotted. Thì nó sẽ là. Thank you.
không có delay thì nó sẽ như thế này. Đó chính là cái tempo 90 của chúng ta ha. Vậy là trong video này mình đã chia sẻ được 4 cái ứng dụng của cái delay pedal mà mình thường hay sử dụng ha. Còn rất là nhiều ứng dụng khác nữa, chẳng hạn ở trong solo nè. Hy vọng cái video này sẽ có ích cho những bạn đang tìm hiểu về những cái pedal hiệu ứng ha. Đặc biệt đó là cái hiệu ứng delay. Tab của tất cả những cái đoạn nhạc mình chơi trong video này sẽ đều có trên trang Patreon của mình. Các bạn có thể ủng hộ channel và trao đổi về âm nhạc, về guitar với mình nhiều hơn trên đó nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một cuối tuần thật vui ha.